Bất thường Gameplay xin chào các bạn. Trong tập trước là mình đã đi thám hiểm hang dện và tìm kiếm được rất là nhiều thứ. Sau đó thì mình đã bán và có được một tí tiền rồi. Nhưng mà lần này có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc là tìm kiếm người đồng đội tên là Dan còn sống sót ở trong team của chúng ta chứ. Nhưng mà nói như vậy đi chăng nữa thì cái thế giới thì khá là rộng lớn. Và mình không biết là phải đi ở chỗ nào để có thể tìm thấy người đồng đội đã bị lạc đó. Mà chắc là cái hướng lần trước mình đi đã sai rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi theo một cái hướng khác vậy. Và mình nghĩ rằng là cái nơi có khả năng nhất chính là cái hướng này thôi, tại vì hướng này khá là gần doanh trại của chúng ta. Chỉ có cái hướng này là gần doanh trại nhất thôi, còn hướng mấy cái hướng khác là rất là xa. À, và bọn này thì nói chung là quá yếu đối với mình hiện tại rồi. Hiện tại là mình level cao rồi, cho nên mình không sợ tụi này nữa các bạn. Kể cả con ốc và bắn tê lần trước đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Chạy đi đâu hả? Chạy 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 hả? 18 thì 18 chứ sợ gì? Quay quay đã. Nói vậy thôi chứ nó bắn trúng mình cũng rất là sợ. Ok. Còn một xíu nữa thôi. Tiêu diệt được con này rồi. Như các bạn thấy thì chúng ta đã tiêu diệt được cái đối thủ rất là đáng gờm mà lượt trước chúng ta không đánh lại. Đây là con ó level 25 mà. Những con mà không sử dụng cung là chắc là mình có thể tiêu diệt nó cách dễ dàng. Mình sẽ tiêu diệt cái con này, sau đó thì chúng ta sẽ gọi là băng qua bên kia để mà qua cái con đường ở phía bên đây nhá. Con ốc to hơn mình mấy chục lần luôn mà nó vẫn chạy. Ồ, 2000 ép lượng, kinh thế. Vậy là chắc là mình đang đi đúng hướng rồi. Đây, cuối cùng chúng ta cũng nâng được kỹ năng xệ rồi. Đây. Kỹ năng ở dưới cũng là level 17 à. Mà thôi, để mình thử trang bị vào cái thứ nhất vậy. Chúng ta sẽ thử sử dụng kỹ năng này xem. Đây có phải là cấp tiến hóa của kỹ năng vừa rồi hay không? Xem rồi. Ồ! Cực kỳ xịn luôn các bạn ơi, nhưng mà có điều là gì thế ông nội, nó chậm lắm, cái khoảng thời gian mà bắn ra rất là chậm. Kỹ năng này cũng mất 3 điểm, kỹ năng điện này cũng mất 3 điểm luôn. Nói chung là mình sẽ thử nâng ba kỹ năng này xem sao. Mốt nếu mà chúng ta có thêm nhiều điểm kỹ năng thì chúng ta sẽ thương mấy kỹ năng khác để chơi thử, còn hiện tại là mình chủ yếu là tập trung vào những cái nguyên tố thôi. Nếu được chắc là mình sẽ nâng thêm cả nào đây, chúng ta nên nâng nước hay là gió đây? Nước đi nhá, mình chưa sử dụng kỹ năng nước đầu tiên cho nên mình sẽ để ở đây để sử dụng thử. Ồ, tầm khá là xa, xem qua chúng ta sẽ gây được bao nhiêu đam nhá. À không được đam nhiều lắm. Cái con bức dậy kia nó... Ồ, tốt. Ồ, cái kêu băng ngon đây. Đóng băng khá là lâu các bạn ơi. Cái kêu băng này xịn đó nha. Rồi, để bên gắn cái skill nước xịn nhất vào xem. Chúng ta sẽ làm đóng băng con đó rồi chúng ta chơi cũng được. À, biết rồi. Bước ra đây. Wow, ngon. Ok, đóng băng. Đóng băng một con rồi nhá. Mày khỏi có cửa nha. Rồi. Hai poison. Có khi là chỗ này sẽ là khá nguy hiểm đây. Không biết là chúng ta có nên chơi gậy phép ở chỗ này hay không. Con gì thế? Có cái con gì ở dưới mặt nước ấy. Chúng ta sẽ cố không đụng chạm đến nó nhá. Mình chỉ muốn qua bên kia thôi. Rồi rớt xuống nước rồi có sao không? Nhìn giống con cá sấu ấy. Cá sấu pha lê. Và cái con mây nước ở phía kia nữa khá là nguy hiểm. Không được rồi.
chúng ta sẽ không đến đó chứ. Chỗ đây nguy hiểm quá. Dù cho chúng ta có xịn đến đâu đi chăng nữa thì chắc cũng không chơi lại tụi đây đâu. Hóa ra bên đây còn có một chỗ khác nữa các bạn ơi. Rồi, ở đây có rune xịn này. Metal King Ring chứ. Để trang bị vào thử nhá. Ở đâu có gì? Đây. Tăng 50 phòng ngự và 50 phòng ngự phép. Tăng tối đa 20% HP. Cái nhẫn mình đang xài nó khá là ngon rồi. Kệ. Lắp thử cái này vào nhá. Lắp cái này vào nó sẽ trâu hơn các bạn ơi. Rồi, mình sắp qua được cái vùng tuyết rồi. Rồi. Bây giờ là mình đã có được thêm, để xem có nâng được cái gì không? Nâng được à. Chúng ta đã nâng được lên 24 rồi. Mình sẽ qua vùng tuyết luôn chứ. Mình không có hứng thú để đấu với mấy con mây độc kia đâu. Chúng ta sẽ qua thử vùng tuyết xem là bên đó có cái gì nào. Có khi là cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành được nhiệm vụ ấy. Ở lúc mới làm nhiệm vụ rồi. Ủa? Có cái nào chỗ này nó sẽ lạnh không? Và chúng ta cần phải có trang bị. Đợi tí nhá. Hồi phục cái đã. Ở đây có cổng dịch chuyển đây, mình sẽ kích hoạt cái cổng dịch chuyển luôn. Cuối cùng chúng ta cũng đến được vùng băng rồi các bạn ơi. Có cảm giác chưa là bị lạnh này. Có khi chúng ta phải mua trang bị gì đó rồi. À, con sói này mạnh ha. Con này là Iwork và chắc là nó sẽ sợ lửa. Con chó hư đốm kia. Chào quá. Con chó này level 28 được các bạn. Được có 1000 mấy ép thôi level với lại cái. Tại vì mình đây có cái hồi phục ở đây cho nên là mình mới dạy. Chứ mình không có ngu đến mức mà mình để cho tấn công mình như thế. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiêu diệt cái con này xem được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Mình cần một cái trường farm kinh nghiệm mới. Con này chắc là không bắn mình được đúng không? Còn xem kỹ năng này xem. Ồ, nó sẽ tạo ra một cái đám cháy ở đó nhưng mà có điều là... Ồ, cái con nó đứng yên tại chỗ là nó sẽ không bị cháy à. Kém thế. Cũng được khá là nhiều kinh nghiệm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua đây xem nào. Ở đây có khá là nhiều rương. Chỗ đây lạnh quá mà ăn mặc kiểu này là thua rồi. Đấy lẽ là chỗ này nó phải có một cái gì đó liên quan đến cái kiểu như là mặc đồ liên quan đến phép thuật cũng được. Chẳng hạn như là áo choàng ấy. Này thì chó gì hả chó? Tổ à? Chết đi. Cái bức tường lửa đấy ok ok. Chúng ta có thể xây để mà tiêu diệt mấy con chó đó được. Wow, mạnh thế. Cái chỗ này phép thuật là chuẩn nhất rồi. Không có gì mà bằng phép thuật cả. Nhưng mà phép thuật của mình nó khá là ít. Mình chỉ bán được con tí thôi. Ui, còn cái con golem này nhiều kinh nghiệm đấy. Chúng ta đi vòng vòng quanh chỗ này. Ôi, crit khá là ngon. Hy vọng là sau này có thêm kỹ năng lửa nữa. À, vẫn còn một cái kỹ năng lửa nữa. Quên mất. Đó, kỹ năng lúc đầu của chúng ta đấy. Đây, lắp vào luôn. Chỗ này chỉ cần chơi kỹ năng lửa là được rồi. Tụi bay đứng ở chỗ đó chết hết đi. Tự nhiên tụi nó đuổi theo mình hết à. Thôi, mình muốn đi khỏi cái chỗ này tí cái đó. Để chúng ta kiếm theo là đồng đội chúng ta ở đâu ấy mà. Chỗ này nhiều quái quá không dọ là sẽ đuổi theo chúng ta. Thật cờ. Chó sói chạy nhanh thế không biết nữa. Được cái Mega Ether. Cái lúc chúng ta càng có nhiều cái item xịn hơn nhưng mà chó sói chạy nhanh thế. Đây là đâu đây?
Mình sẽ mở luôn cái rune đằng kia. Rất là đáng tiếc là mình không nhiều mà bờ đến mức mà có thể tiêu diệt hết toàn bộ. Cái con này dai thật chứ. Dai ơi là dai luôn, đuổi theo đến cùng luôn. Dai quá. Oh shit. Có cái những cái con này, những con gì đây, đâu phải là những con goblin đúng không? Và giữa cái người bị bắt ở trong đây thì đều bị gọi là đóng băng cái này nọ các thứ rất là ghê. Wow, cái kỹ năng này khá là thú vị các bạn. Hóa ra nó lại mạnh như vậy. Ê, con sói này level 50 được à? Nãy giờ thấy lạ lạ rồi. Hóa ra con sói level 50, 5.000 kinh nghiệm luôn. Cực kỳ bậy. Chúng ta sẽ vào trong kia để mở cái rương nhá. Có cái gì nào? Ôi, được cái găng tay. Găng tay này hình như là tới 9.000 gold lượt. Tuyệt vời. Có cái găng tay này thì nó sẽ cộng thêm chúng ta cái kháng băng à. Nhưng mà hiện tại là mình đang nâng đam phép các bạn. Hiện tại là mình đang nâng đam phép cho nên là muốn có những cái trang bị mà giúp chúng ta tăng đam phép lên. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái hướng khác rồi chứ. 2 hours later. Mình vừa tìm thấy được một cái lối đi khác ở cái khu vực khu rừng. Ở cái phía mà hai chạy lần trước mình đi ấy. Đây. Khu rừng thứ ba này. Mình nghĩ là cái đội của mình sẽ là cái đội mà chinh phục ở khu rừng này. Và mình sẽ phải đi ở trong khu rừng này để tìm kiếm những cái người đồng đội của mình thôi. Cái chỗ kia rõ ràng level quá cao đi. Bây giờ mình sẽ thử đánh một con ở đây xem nhé. Level nó là bao nhiêu? Level 40 à, cũng cao. Level 40 lận. Con này 6.000 kinh nghiệm, con này bao giờ cũng nhiều điểm kinh nghiệm cả. Quay con nhện. Con nhện này level bao nhiêu đây? Con nhện cũng level 40 các bạn ơi. Chỗ này con nào cũng level cao cả. Có lẽ là mình đang đi đúng hướng rồi. Vậy là mấy con ong này level bao nhiêu đó? Mấy con ong cũng level 40 luôn. Rồi, mình đã kích hoạt điểm dịch chuyển rồi. Lần này là chúng ta đã phám phá vào khu rừng khá là sâu rồi đấy. À, có mấy con cá sấu này để mình thử tấn công nó xem có level bao nhiêu. Trời, 80 mấy không thốn một tí nào cả. Ở 40 chứ. Nhà 48. Có lẽ là mình sẽ không thể đi tiếp được nữa đâu. Tại vì tụi này level khá là cao. Để thử cho chắc thì mình cần phải xem coi. À, con này thốn với điện à. Ra là vậy. Rồi, mấy cái con ở dưới nước nó sẽ thấm với điện. À, chúng ta có thể tiêu diệt được mấy con này tự gì các bạn ơi. Hóa ra là nó không phải là vô địch. Level 4 mấy cũng chơi được. Vậy là chúng ta có thể đi tiếp được, hay. Game này hợp lý đấy. Ôi đùa. Mình đã đến cái danh trại của con Ogre. Chỗ này có rất là nhiều. Rồi, có phải là đồng bọn của chúng ta đã bị bắt ở đó rồi không? Liệu mình có cứu được không đây? Để lại gần xem nhé. Không phải nữa mà cái này chỉ còn xương thôi. Còn xương thôi các bạn ơi. Có lẽ là chúng ta phải chiến thắng cái danh trại này để mà cứu người ở trong đó hay sao ấy. Chỗ này còn rất là nhiều. Giờ làm sao đây? Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Con boss có biết gì trong đây không chạy? Hay có đứng, hay có mấy con đứng cạnh cổng rồi đấy. Có lẽ là mục tiêu lần này của chúng ta là ở chỗ này đây. Thằng tiện mình lấy cái skill bomb ở chỗ kia.
Còn rất là nhiều đồng bọn bị bắt ở trong đó hay sao ấy. Rồi chúng ta sẽ chậm khẽ để vào lẻn vào chứ. Mình chắc là không thể nào chiến đấu với lại tụi nó được rồi. Mình không phải là đứa sở hữu cheat, không làm gì được tụi nó cả. Mình chỉ thể lẻn vào thôi, để xem có đường nào để vào nhá. Ở đây có đường nữa các bạn. Rồi mà không vào được, leo lên tường nhé. Rồi chúng ta đã xâm nhập vào đường rồi. Vào giải cứu đồng đội xong đi ra. Wow, chỗ này có rất là nhiều người ta bị bắt ở đây. Mình sẽ dùng cách này để vào trong nhé. Rất là gian lợi, nhưng mà như các bạn thấy là mình chỉ là một đứa mạo hiểm giả rất là bình thường thôi, không làm gì được cả. Cho nên chúng ta sẽ lợi dụng cái chỗ này để vào chứ. Cái này là bình thường này. Rồi vào được rồi. Để khu vực này đã bị ăn thịt hết rồi. Giờ làm sao đây? Quay level 60 lận. Cực kỳ khủng luôn. Mình sẽ tiêu diệt mấy con này để tăng điểm kinh nghiệm vậy. Làm sao có thể tiêu diệt nổi mấy con level cao hơn mình rất là nhiều như thế chứ. Bao nhiêu kỹ năng mình phun hết nhá. Chạy đâu đó con khốn kia. Bao nhiêu kỹ năng mình sẽ phun ra hết. Rồi hết một cây MP của mình luôn mà chưa tiêu diệt được một con nữa. 16.000 điểm kinh nghiệm. Thật cơ. Nâng mát phép luôn nhá. Tại vì mình thấy phép là công hiệu nhất trong cái chỗ đây thôi. 16.000 điểm kinh nghiệm. Đồng đội của chúng ta không biết là chỗ nào nữa. Hy vọng là vẫn còn sống nhá.